Hello, xin chào mọi người nhá. Thì mọi người ơi, nay là anh em mình làm món chân gà nướng sa tế mọi người ạ. Thì cũng buồn lắm, tại vì mai mình bắt đầu xa nhà rồi, mình đi làm mọi người ạ, chứ mình không làm nhà nữa. Nên là nay anh Sơn làm món này để đãi mình. Là kiểu như là một cái món ăn để chia ly mọi người ạ. Vừa buồn vừa vui ạ. Đúng rồi. Mày thấy mày vui không? Vui ạ. Chú đi làm kiếm tiền mà. Đấy, chú mua kẹo mút cho. Không đây, quan trọng là chú đi làm kiếm tiền nhưng mà chú đi là con vui. Hợp lý quá nhỉ. Hợp lý quá nhỉ. Nhưng mà mọi người chắc chắn sẽ buồn mà. Cái này mình hiểu. Mắt đi để chú khuấy. Ôi. Ô anh Sơn cho muối trắng à? Không, anh cho muối ấy mà, tây linh ấy. Muối chua ngọt á? Ừ. Hôm nay quay chắc là không mưa đâu mai nhỉ, hôm qua chạy gần chết. Hôm nay chạy được. Cái này mình phải khuấy đều mọi người nhá, mọi người cho nhưng phải khuấy đều thì ăn nó mới ngon. Nó không bị chua quá. Mà hôm nay trời nhanh tối nhỉ? Ừ. Bắt đầu sang mùa thu đông rồi. Mây đẹp. Mây đẹp. Rồi. Chỉ hai thôi đây, cho mai. Ủa, mọc quá nhỉ. Đây là ăn mừng hay là ăn mừng gì? Ăn mừng chili. Chili. Đây ăn buồn. Mai mai chú đi làm rồi đấy. Ui, to ui, chạy chạy chạy. Thơm đấy. Đây là gà luống. Ừ, ăn đi. Đây, mình mời mọi người nhá. Mai công chúa, chấm đi. Mai mọi người ăn. Mai chị Sơn ăn. Thấm chết. Ngon quá. Mẹp đấy. Ngọt không? Ngon đấy. Đây là đùi gà ấy đấy, đùi gà nhập khẩu ấy, nguyên chiếc. Mà. Nguyên chiếc về Việt Nam xong mới lắp ráp. Đúng rồi. Ừ. Mềm quá. Mềm không? Ngon quá phải không? Ngon, nướng đâu không ngon, chỉ cho mềm ra. Đúng rồi. Đây Hoàng chấm cả cái miếng đấy nè. Giật 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 ra. Ừ. Đây miếng da này. Muối rồi. Ui bọc quá. Thì nóng ăn ngon lắm, ăn nóng ngon. Ăn à, cay quá. Mai mình đi làm thì mình làm ở dưới chưa đi xin việc mà đã kêu đi làm rồi. Anh đã chả biết cái gì, đầu tiên là mình xin đây. Ừ. Mai xuống test Covid là nó cho làm. Hiểu chưa? Chứ công ty nhận thời vụ chứ có phải là anh đi làm xin làm giám đốc đâu mà anh phải đi xin như kiểu như là ấy. Công ty nào nhận chú Hoàng á? Không biết rồi. Trước khi mình vào thưởng thức thì sẽ quay cho mọi người qua cái không gian ngày hôm nay mọi người nhá. Đẹp không? Nói chung là hôm nay thời tiết cũng giống giống hôm qua, chắc lại sắp mưa rồi. Ừ, đằng kia sắp mưa rồi. Thì mọi người ơi, trước khi mình thưởng thức cái món này thì mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube. Thì tên kênh là Cúc Xàm Xí mọi người nhá. Thì đây là kênh của một người bạn của mình. Thì mình cũng mong mọi người sẽ sang đăng ký kênh ủng hộ bạn của mình nhá. Thì link kênh bạn của mình thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả cũng như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình mọi người nhá. Bây giờ thì bọn mình cùng thưởng thức thôi. Mình mời mọi cái, người nhá. Cái đi là 2, 3, rô. Hôm nay là nước thay bia mọi người. Chú Hoàng đi xin việc thành công nhá. Người ta gọi là xa nhà, nói thì cũng nhanh. Chắc gì mình đã về đấy mọi người. Chết. Lần đầu tiên đi làm Kha không cứ làm như thế này. Không về. Không về. Không, chả không về. Mấy tháng về lần ấy. Đây mọi người ơi. Wow. Mình mời mọi người nhá. Cắn ta lại ngập răng luôn. Ngon lắm. Thịt tuột tôi còn xương á. Vàng nhỉ. Ngọt thiếu luôn. Hôm nay không có công của con nướng. Nay mày lên muộn. Mai lên nhá. Mai thay chú phụ chú Sơn. Mai em nên ăn hộ chứ. Nên ăn hộ. Mày này vứt vào chân chú. Đây đấy đây. Mày vứt chân chú tí kiến nó bò đầy người mày. Thế Hoàng mà mai Hoàng đi làm luôn rồi á? Vâng. Sáng mai test Covid xong vào làm luôn. Anh hiểu không? Được, ngày à? Đúng rồi. Cũng muốn làm đêm, nhưng mà
nhân tiện cái clip ngày hôm nay thì anh chúc mày là thôi không phải chúc là đi làm ít nhất là được khoảng tầm 3 hôm thì hãng nghỉ chưa được mày chú đi làm nhìn thấy đồng tiền nó người ta hoa mắt ngay làm cái chuyện này. Nói thật sự với mọi người là thì em trai mình ấy, cũng vừa mới học cấp 3 xong thì mình cũng không muốn em trai mình là cứ suốt nhà ở nhà cứ suốt ngày ấy, ở nhà quay YouTube với mình suốt, thì cũng muốn em trai mình là nó đi ra ngoài, mọi người đi ra ngoài để học cái hay cái tốt ở ngoài xã hội. Đấy. Thì mình cũng mong là và chúc là em trai mình sẽ công việc sẽ suôn sẻ mọi người ạ. Tao nói bài ra mắm. Nói cạnh chú Sơn. Cảm ơn. Nhưng mà Hoàng chắc chưa đi làm công ty bao giờ không biết. Đi làm công ty kiếm được đồng tiền vất vả lắm. Ngày xưa nhá, mình mới học xong cấp 3 là mình đi làm may này. Mình đi làm may xong là mình đi là nghỉ công ty may là đi làm công ty Siplex ở dưới Quang, khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang này. Trước khi làm ở công ty đấy là mình làm ở khu công nghiệp ở trên Vân Trung này, xong mình mới xuống công ty Siplex dưới Bắc Giang này. Thế xong là cái chốt cuối cùng của mình là làm ở dưới Samsung Deep Play ở dưới Bắc Linh được khoảng tầm 25, hơn 25 một chút. Hơn 25, nhưng mà đấy, sau hơn 25 anh mình làm thì mình không thấy tiền đâu mọi người. Thì thanh làm công ty ở nhà. Thanh niên đi làm kiểu như gọi là gần như có tiền là đa số là cũng không để ra bao nhiêu mọi người. Đấy, đấy. Anh phải học gương của em đi. Cứ làm kiếm tiền đi rồi tính. Nhưng mà đấy mà phép. Đi làm nó chửi cho như gì luôn, nó thật đấy. Ui. Làm hay nó cũng chửi mà dở nó cũng chửi, tóm lại là đã xác định đi làm công ty là đi làm công nhân là kiểu gì cũng bị chửi. Nó tóm lại là ai cũng làm công nhân thôi, thế nhưng mà đi làm công ty là kiểu như là có gọi là cấp trên ấy. Người lao động là cũng vất vả lắm mọi người. Cho nên là ví dụ như mày đi làm kiếm được đồng tiền phải biết tiết kiệm. Làm được 10 thì tiêu chính. Nếu mà làm được 10 thì chỉ tiêu khoảng tầm 3-4 thôi. Đấy. Khổ lắm, có gì giờ thì phải tiêu gì đâu. Xe thì mua rồi. Mà đi cẩn thận đấy. Điện thoại mua rồi đấy. Mai công nhận không? Đi làm mai đi làm công ty bao giờ chưa? Con á? Ừ. Con chưa. Thế. Con đi học, mẹ chưa đi làm. Thế ở trong cái clip ngày hôm nay ba người ngồi qua đây không ai hiểu được cái cảm giác đi làm công ty như nào, chỉ có những cái bạn mà đang xem clip này của mình ấy, các bạn từng đi làm công ty rồi các bạn biết. Một tháng ví dụ như là có chuyên cần này, có gọi là thế lọ thế kia này, nghỉ chỉ cần nghỉ một hôm thôi mất chuyên cần, nếu mà không xin mà đi làm xong người ta là chửi rồi. Chứ mình nghĩ sướng á. Sướng đâu? Không lại còn làm đêm nữa. Em bảo sướng đâu? Thức đêm thức hôm vất vả lắm. Nhưng mà có ai đi làm bảo sướng đâu. Mình cũng lo là thằng em mình kiểu như là đi làm không chịu được ấy, mà nhỉ. Đi làm kiểu như là không chịu người ta chửi. Người ta mắng cho khóc ấy. Người ta mắng cho ngồi khóc tu tu ấy, xong lại gọi điện alo anh Sơn à. Em bị người ta mắng nên em ngồi khóc đây, xuống đó em về đi. Alo anh Sơn à. Em bị người ta chửi, anh cầm phớ xuống. Anh mình giải quyết. Ui. Thôi anh em đừng nói xấu công ty nhá. Không phải nói xấu mà là mình đi làm đấy, nó là sự thật. Mình đã từng năm nay mình gọi là gần 30 tuổi đầu rồi, mình được trải nghiệm cái cuộc sống mà đi làm công ty rồi. Mình đi làm biết bao nhiêu là công ty rồi, mà làm mỗi công ty có thể là đến như Samsung Deep Play, mình làm Samsung Việt Nam ấy, Samsung dưới Bắc Linh ấy, thì mình làm được khoảng tầm hơn 25 một tuổi. Mình hiểu và cảm nhận được cái nỗi khổ đi làm công ty mà. Nhưng mà hôm nay ngồi đây có cố gắng đi làm không? Có. Nhưng mà anh vẫn nói này, nếu mà đi làm công ty mà khó khăn quá thì về với anh. Bắt tay cái. Đấy thì mọi người ơi, chắc là mình cũng xin dừng clip ở đây thôi mọi người nhá. Tại vì là hôm nay thì oanh chén cái đùi gà to, công nhận to thật. To đợt trước nhiều. Và hôm nay thì cái clip ngày hôm nay thì nó cũng chả vui lắm mấy, nên là mình cũng không muốn quay lâu. Thì mong mọi người sẽ cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ mình mọi người nhá. Mai lại xuống ngoài với chú nhá. Tập phim sau với Hoàng. Thì mình cũng không biết là Hoàng sẽ đi làm công ty được mấy hôm, thì mình cũng mong là công việc của Hoàng sẽ suôn sẻ và thuận lợi. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nhé. Bye bye.